Cái gì vậy? Sao hả? Con đó kéo dữ vậy hả? Con này cứ chạy ra ngoài luôn. Cái con này lắc luôn. Đủ những loại tua rồi. À vẫn còn. Đủ nó dính theo bên dây dưới nữa. Dưới nó bên dây. Chúng cái dây gì dưới á? Hay là đồ móc dính hai ba con hai cần nữa. Còn lúc nãy ừ. Đồ ta tay đâu mà ta lấy. Qua tao làm gì vậy? Tao không muốn đâu chứ. Lên hai con rồi nữa, con vẫn chưa lên nổi là sao cô? Cái này, ô hai con này bằng bằng hai con kia. Con này bắt đầu anh có sám rồi nè ha, con mấy con ký sinh trùng ở da đó. À. Mừng quá rồi. Ai đù vẫn được quay tiếp. Ai còn cái gì ghê vậy? Em chụp đi lũ con nó bắt gì? Ai đù. Ê con đây. Nên cái số lượng cái đồ nó giờ nó đầy dưới đó. Đó, cho lại cho bên bảy. Cái nhỏ chút thôi.
câu sao kiếp mà. Con nữa cô. Thích mẹ con nữa. Này quen quen. Quen quen chứ. Có bên đây. Có kia. Bỏ lên đủ á, quay phim á, hơi mắt á. Xong rồi là chịu view chứ. Bây giờ khỏi về chơi chơi mồi thử coi nó cắn không. Ui. Đi chỗ đó luôn. Hả? Lại đi, lấy cái mồi nhà kìa. This is the key.